đó là người mà mình cần. Cuồng thể thao và mọt sách là người xây phòng bí mật chuyên nghiệp. Em nghĩ sao về căn phòng nữ tính đáng yêu này? Dạ thích. Yes. Nó sẽ trông y chang bức ảnh. Sao nào, em có thích không? Hả? Sao thế? Thiết kế đẹp mà. Có chỗ nào không hợp ý em hả? Sao lại có còi báo động chứ? Chuyện gì vậy? Đứng im. Cảnh sát phòng bí mật đây. Các người đã bị bắt vì tội lừa gạt. Giao tù. Wow, đẹp trai quá à. Yeah, là mình đó. Nè, cô ấy đâu rồi? Đóng cờ bắp trên người cậu đẹp quá đi. Xin lỗi. Tránh ra coi, mọt sách. Steve, nói chúng mình biết sao cậu tuyệt như vậy hả? Steve à, tụi mình rất vui vì cậu chọn nhà tù này. Đây là tù nhân của mình nha. Không, mình mới là người giám sát Steve nha. Mông của mình. Ồ, mình mở được cổng rồi nè. Ở đây có chuyện gì đó? Các cô, về làm việc đi. Đừng nói chuyện với tù nhân nữa. Còn cậu, quý ông, ở yên sau song sắt này đi. Mình xí tầng trên rồi nha. Cứ ướt đi, mọt sắt. Hả? Kính của mình. Cảm ơn nhiều, mọt sắt. Phòng của cậu ở bên dưới kìa. Tốt thôi, mình sẽ làm căn phòng tuyệt vời. Bắt đầu nào. Lấy ánh sáng tri thức. Ồ, sáng quá à. Cầu disco. Hãy gắn ghim cách nhau một khoảng hoàn hảo. Và làm từ khoa học bằng chỉ. Câu châm ngôn của mình trên tường đó nha. Kệ sách tuyệt vời của mình. Không có cái gọi là quá nhiều sách. Xuống, tao nói với mày đó. Tao đang theo dõi mày đó nha. Quyển sách cứng đầu kia. Chào mừng đến không gian mọt sách nha. Cậu ta làm gì vậy? Cậu không được mời đến tiệc của mình. Mình có nên tổ chức tiệc luôn không ta? Nhìn kìa Piper, ai đó phá ảnh của chúng mình. Mình không bỏ qua đâu nha. Chắc là một trong đám tù nhân. Mọi người ơi, giúp tụi mình với. Các bạn có thấy ai trong số họ phá ảnh tụi mình không? Bình luận con số tương ứng xuống phía dưới nha. Mình từng đô con hơn nhiều. Mình sẽ lấy lại cơ bắp. Suzy. What? Cậu giúp mình luyện tập có được không? Ok, đợi tí nha. Đây Steve, đây là tất cả mình tìm được nè. Tập chăm nha. Mình biết ơn lắm Suzy. Mình mở phòng gym ở đây. Đừng quên còng tay, vận động viên. Cậu cười cái gì vậy? Nói cả hai cậu đó. Bất kể mình làm gì, cơ tay mình vẫn không to lên. Mình cần phải luyện chăm chỉ hơn. Bỏ xuống. Đây là giường, không phải tạ đâu. Cậu phá nhà của mình rồi. Đồ điên cuồng. Ngạc nhiên chưa nè. Nhanh lên, đường dẫn đến tự do đó. Theo mình. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Họ trốn rồi. Đuổi theo đi. Dừng lại, Suzy. Đừng làm vậy mà. Tụi mình có thể bị kẹt trong đó mãi mãi. Ok, cậu thuyết phục được mình rồi đó. Trí khôn của mình bị bụi. Tránh ra.
tụi mình đang ở đâu. Nhìn này, giải diễn viên kênh Woohoo xuất sắc nhất của mình. Cuối cùng. Quên danh tiếng đi, mọt sách. Nghĩ lớn hơn đi. Chúng ta có thể xây mọi thứ ở đây. Ví dụ, một tiệm xăm. Không đâu nha. Nhìn này, ở đây sẽ có một thư viện vĩ đại. Mơ tiếp đi. Được rồi, không thư viện nữa. Chia ra đi. Mọi người, chuẩn bị cho công trình lớn nha. Ok, mình sẵn sàng rồi. Hãy xem ai ngầu hơn. Mình đi đây. Đường này, màu sắc. Mỗi người một nửa đi. Oh yeah. Mình sẽ làm một tấm hình tuyệt đẹp. Đến lúc treo tranh mới rồi. Như này, chúng ta làm rất tuyệt. Ê, tránh ra khỏi nửa của mình đi, mọt sách. Đến lúc sơn tường rồi. Ê, sao không được vậy nè? Ô không, đừng xịt mà. Ồ, được rồi nè. Mình là người tài ba. Đừng có làm vậy nữa. Giỏi quá cơ. Được rồi, mình cần kế hoạch B. Ồ, mình nghĩ ra rồi nè. Chụp ảnh với anh đẹp trai để đổi đồ dùng thiết bị xây dựng. Ồ, mình phải trông thật đẹp trai. Đây. Xem nè, đây là cơ hội của chúng mình. Đi nào. Các cô gái, lâu rồi không gặp ha. Tụi mình muốn chụp ảnh. Ảnh đẹp quá đi à. Ok, thanh toán thì sao? À, phải ha. Đây là tiền cho buổi chụp hình nè. Chúc may mắn, anh chàng đáng yêu. Thấy chưa, mọt sách? Ừ, mình cũng có thể làm gì đó. Các cô gái, ai muốn chụp với anh chàng thông minh quyến rũ không nè? Ê, các cô à, sao lại bỏ đi vậy? Được rồi, khán giả của mình đây. Này mọi người. Cái gì? Muốn chơi trò chơi không? Có. Thắng ở đây. Bên này. Lại ở đây nữa. Rồi lại bên này. Mình thắng rồi nha. Chiếu tướng nè. Không, mình phá sản rồi. Các cậu vẫn phải trả tiền nha. Phải tuân thủ quý ông à. Làm việc với mọi người rất là vui. Tinh thần Picasso, hãy giúp mình tạo nên kiệt tác đi. Tên cuồng thể thao bận gì thế? Hả? Lạc hậu quá vậy. Thú vị ghê. 100 ý tưởng cải tiến. Bóng à, nghỉ ở đây nha. À, hô lỗ quá vậy. Tranh của mình. Đây là thứ mình gọi là nghệ thuật. Ha, giờ mình sẽ để bóng mình trên tường. Ha, mình cũng sơn tường luôn. Wow, mình thật tuyệt vời mà. Gì đó? Mọt sách đang dùng trí tưởng tượng. Còn mình sẽ dùng đèn neon.
Hả? Steve, cậu lại ăn cắp ý tưởng của mình nè. Mình là người ngầu nhất ở đây. Ồ, một ý tưởng đổi mới tuyệt vời. Biết gì không, sáu muối? Cậu đang đe dọa mình nè, mọt sách. Sếp à, hướng này nè. Mình đang định đá. Gậy đây thưa ngài. Tốt lắm, cuồng thể thao. Cụng tay người anh em. Tiệm xăm mới của mình phải trông như một nơi dành cho đàn ông. Ghế nằm, bàn chuyên nghiệp. Vậy là xong. Mình sẵn sàng đi quảng cáo rồi. Cậu ấy định làm gì vậy ta? Xăm đây. Mình cũng làm dịch vụ nối tóc trong một phút. Hả? Một tiệm xăm? Họ nghĩ họ đang làm gì vậy? Ai cho các người quyền mở tiệm xăm ở đây hả? Wow, Piper, nhìn kìa. Ồ, con lười đáng yêu quá dạ. Xong rồi anh bạn. Người tiếp theo. Cậu tìm gì đó, mọt sát. Sự thành công của mình nè. Mình sẽ đánh bại cậu, đồ cơ bắp. Cậu chưa thấy năng lực của mình đâu à nha. Mình biết phải làm gì rồi. Mánh ảo thuật lớn nhất đi. Phòng hóa học đã xong rồi. Khách đâu rồi ta? Phải rồi, mình quên mất phải quảng cáo nữa. Mọi người ơi, có ai muốn nối tóc không nè? Wow, dịch vụ này quan trọng lắm à nha. Hả? Chờ đã. Mình giảm giá 10%. Tóc đẹp tuyệt. Này, bên tiệm xăm giảm giá kìa. Mình giảm 40% đây nè. Wow, ai muốn giảm 50% không? Mình giảm 80 luôn. Giảm giá 90%. Giảm 100% luôn. Mời vào. Mọi người đâu rồi ta? Mình có hơi bối rối. Chào, hôm nay là ngày nghỉ của nhà tù à. Mọi người đi đâu cả rồi? Ừ, tuyệt quá. Im lặng. Bình yên. Thật hạnh phúc mà. Được rồi, đến giờ kiểm tra rồi. Tiệm xăm sao? Tóc à, tụi này nghĩ chúng đang làm gì vậy? Trung úy Piper, đưa mọi người về chỗ cũ mau. Vâng, thưa ngài. Okay. Mọi người, về chỗ. Tiệm đóng cửa rồi. Giảm 200%. Không à, sao cũng được. Chỗ này chán quá. Mình nghe được cả tiếng dế kêu nữa. Mình làm việc của mình. Mình biết phải làm gì rồi nè. Này mọt sách, chơi điện tử không? Chơi sao? Tụi mình đâu có chỗ đâu. Dễ sửa mà. Vậy làm thôi. Ngồi đi Steve. Chúng mình vừa tạo một phòng game tuyệt vời. Đây là kế hoạch xây dựng mới của tôi.
Tôi muốn một phòng trò chơi, phòng thí nghiệm hóa và phòng xanh. Chuyện nhỏ, tôi sẵn sàng rồi. Xong hết rồi đó. Cảm ơn, anh có thể đi về. Thương ngài. Làm tốt lắm các chàng trai. Ồ, chỗ này thậm chí còn bày được PlayStation nữa à. Mau, để cho tôi chơi. Mình nghĩ tụi mình được về nhà rồi. Yeah.